Trong phần này chúng ta tìm hiểu về khai báo và sử dụng Zalrik. Để thực hành thì chúng ta cũng tạo ra một cái dự án console mới ở trong cái thư mục Zalrik Example. Sau đó là mở cái dự án này ra bằng Visual Studio Code. Zalrik thì còn gọi là kiểu đại diện. Khi chúng ta xây dựng các giải thuật trong các phương thức hay trong các lớp, việc áp dụng Zalrik giúp chúng ta sử dụng lại được code một cách tối đa. Chúng ta không phải mất công viết code lại nhiều lần khi cái giải thuật về logic là nó giống nhau. Để rõ hơn thì chúng ta thực hiện một cái ví dụ. Cái ví dụ này rất quen thuộc khi người ta muốn minh họa về áp dụng Zalrik. Cái ví dụ đấy như sau, giả sử chúng ta có hai cái số nguyên A và B. A bằng 5, số nguyên B bằng một con số nào đó. Bây giờ chúng ta cần xây dựng một cái phương thức để làm sao các giá trị lưu trong những cái biến này đổi chỗ cho nhau. Nghĩa là B sẽ lưu trữ giá trị của A là bằng 5, còn A sẽ lưu trữ cái giá trị là 45. Thì chúng ta xây dựng một cái phương thức bình thường khai báo biến A và B là cái tham chiếu để nó đổi giá trị. Chúng ta có thể xây dựng cái phương thức static void. Phương thức này chúng ta đặt tên là swap, nhận hai cái tham số là A và B, hoặc là x và y. Để chuyển những cái tham số trong cái phương thức này thành dạng tham chiếu, qua đó chúng ta thay đổi giá trị của tham số thì tương đương là thay đổi giá trị của biến truyền vào, thì chúng ta sử dụng cái từ khóa strip chúng ta đã biết ở phần trước. Trong thân phương thức này chúng ta xây dựng cái giải thuật để x thì nhận giá trị của y, y thì nhận giá trị của x. Thì chúng ta có thể viết là x được gán bằng giá trị của y. Khi x được gán bằng y thì cái giá trị ban đầu của x nó sẽ bị mất. Do đó để nó khỏi bị mất thì chúng ta khai báo ra một cái biến tạo để chúng ta lưu cái giá trị của x lại. Ví dụ biến tạo đấy chúng ta đặt là t, t được gán bằng x. Sau đó là y được gán bằng cái giá trị của x, và giá trị của x thì đang lưu ở trong t. Sau đó chúng ta viết là y bằng t. Như vậy là chúng ta xây dựng được cái phương thức mà nó hoán đổi giá trị của cái hai cái biến nó truyền vào. Bây giờ chúng ta chạy thử và kiểm tra xem. Ở đây chúng ta viết ra cái thông báo cái số A và số B console ra. Số A bằng giá trị của A. Số B bằng giá trị của số B. Sau đó là chúng ta thực hiện cái phương thức swap giữa hai số A và B. A là tham chiếu, chúng ta có sử dụng từ khóa read. Sau khi gọi swap thì chúng ta thực hiện in lại cái giá trị của A, B ra lần nữa. Rồi chúng ta chạy thử .NET run. Rồi ban đầu là A bằng 5, B bằng 45. Thì sau khi gọi swap thì nó đã đảo giá trị A bằng 45, còn B bằng 5. Cái phương thức swap này thì nó chỉ nhận hai cái tham số kiểu in thôi. Bây giờ nếu mà hai cái tham số mà chúng ta đổi kiểu cho nó, ví dụ sang kiểu float chẳng hạn, thì lúc này gọi phương thức thì sẽ dẫn tới lỗi để chúng ta không biên dịch được .NET build. Thì nó báo cái lỗi biên dịch về sai cái kiểu tham số. Trong cái trường hợp như vậy thì chúng ta có thể quá tải cái phương thức. Thì cách quá tải thì chúng ta đã trình bày ở cái phần phương thức. Ví dụ như chúng ta xây dựng lại một cái phương thức mới và có cùng tên nhưng cái kiểu của nó là float. Thì chúng ta có hai cái phương thức swap. Phương thức swap thứ hai thì có cái kiểu là float. Và cái giải thuật ở bên trong thì nó vẫn tương tự. Chúng ta có một cái biến tạo là float. Thì lúc này chúng ta gọi cái phương thức swap, nếu mà tham số là kiểu float thì nó sẽ gọi cái phương thức swap có tham số là kiểu float. Và kết quả thì là tương tự. Ra chạy thử xem. .NET run. Đến đây thì chúng ta lại muốn đổi cả giá trị cho hai cái biến kiểu string thôi. Thì nó lại lỗi vì là cái tham số này không đúng. Thì lúc này chúng ta lại quá tải một cái phương thức với cái tham số kiểu string. Biến A nhận giá trị là ABC. Biến B nhận cái giá trị là XYZ. Bây giờ đổi cái giá trị cho nó. Giống như lần trước thì hoàn toàn chúng ta lại quá tải một cái phương thức với tham số là cái biến kiểu string. Đối với những cái trường hợp như thế này, giải thuật là giống nhau trên những cái kiểu dữ liệu khác nhau.
Thì lúc này chúng ta áp dụng một cái kỹ thuật là khai báo phương thức có sử dụng kiểu generic. Thì chúng ta làm như sau. Sau khi khai báo tên phương thức, chúng ta mở ra cái cặp ngoặc nhọn. Trong cặp ngoặc nhọn này là chúng ta khai báo chúng ta có một kiểu dữ liệu tên là A, có một kiểu dữ liệu tên là B, vân vân. Tên kiểu dữ liệu là do chúng ta quyết định. Chúng ta có thể đặt là có một kiểu dữ liệu tên là ABC. Nếu mà muốn khai báo nhiều kiểu dữ liệu thì chúng ta đánh dấu phẩy và chúng ta liệt kê chúng ra. Ví dụ có kiểu thứ hai là XYZ. Đối với cái phương thức này, chúng ta cho nó biết là chúng ta có một kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu này là do chúng ta đặt đặt tên là T. Khi chúng ta viết như vậy thì trong cái phương thức này, trình biên dịch nó sẽ biết là có một kiểu dữ liệu tên là T. Kiểu dữ liệu đó cụ thể như thế nào thì lúc nào chạy sẽ biết. Vì vậy T nó là một cái kiểu đại diện. Thì khi đã có cái kiểu đại diện T rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái kiểu này cho những cái giải thuật mà chúng ta viết. Ví dụ như chúng ta khai báo có một cái tham số thứ nhất có kiểu là T, tên tham số là X. Tham số thứ hai cũng có kiểu là T và tham số này tên là Y. Thì trong giải thuật này thì chúng ta cũng khai báo một cái biến tạo mà có một cái biến T nhỏ có kiểu T lớn và cái giải thuật của nó vẫn tương tự. Như vậy là chúng ta xây dựng được cái phương thức swap, nó đổi giá trị của hai cái biến x và y, trong đó biến x và y có kiểu là t. Bây giờ thì đến cái bước áp dụng, thì khi áp dụng thì chúng ta sẽ chỉ rõ là t nó là biến kiểu gì, nó có thể là int, có thể là float, có thể là string, vân vân. Ví dụ ở đây thì nó đã biết được là chúng ta khai báo biến kiểu string thì t lúc này nó sẽ tương ứng là kiểu string. Chúng ta sẽ chạy thử được cái phương thức swap này. Chúng ta kiểm tra xem. Như vậy là chúng ta thấy là hai cái chuỗi A và B được hoán đổi giá trị cho nhau. Thì bây giờ tùy chúng ta thích sử dụng A và B là kiểu gì cũng được. Ví dụ như kiểu double. A bằng 45, B bằng 1. Thì chúng ta thấy là cái phương thức swap này nó vẫn hoạt động. Trong trường hợp mà chúng ta muốn tường minh chỉ rõ kiểu đại diện của phương thức swap khi áp dụng nó là kiểu gì thì chúng ta viết cái kiểu nó tại đây. Chúng ta mở cái ngoặc nhọn sau tên phương thức. Sau đó là chúng ta xác định là T nó là kiểu gì. T đó là kiểu double. Sau đó mới đến gọi các tham số của phương thức. Khi chúng ta chỉ rõ kiểu generic trước thì các tham số truyền vào sau đó phải đúng cái kiểu đó. Ví dụ như là chúng ta áp dụng cái hàm soát với kiểu generic đấy là kiểu int thì tham số truyền vào cũng phải là kiểu int. Thì ở đây là kiểu double nó sẽ dẫn tới lỗi. Đối với lớp thì nó cũng áp dụng được kiểu generic trong khai báo lớp. Chúng ta lấy một cái ví dụ như sau. Chúng ta tạo ra một cái lớp biểu diễn những cái sản phẩm chẳng hạn. Đặt tên lớp là lớp product. Trường dữ liệu đầu tiên là ID của sản phẩm. Phạm vi truy cập nó là public chẳng hạn. Chúng ta xây dựng một cái phương thức là set ID, public void, set ID để nó thiết lập cái ID của sản phẩm thì nó nhận cái tham số là một cái ID. Để trong cái phương thức này thì nó thiết lập là cái ID của sản phẩm bằng cái ID do chúng ta truyền vào. Như vậy là trong cái lớp sản phẩm này nó có sử dụng một cái kiểu dữ liệu là kiểu int để nó lưu giá trị là ID của các sản phẩm. Trong trường hợp mà chúng ta muốn xây dựng cái lớp này có ID có thể là kiểu chuỗi hay là một cái kiểu nào khác, chúng ta cũng cho biết là chúng ta có những kiểu generic gì. Giả sử là chúng ta mở ngoặc nhọn có một cái kiểu generic là kiểu A. Sau khi chúng ta khai báo có một cái kiểu là kiểu A thì chúng ta có thể sử dụng cái kiểu A này trong khai báo về trường dữ liệu hay là trong các tham số của các phương thức vân vân. Thì lúc này chúng ta có thể áp dụng ví dụ như là ID không phải là kiểu int mà nó sẽ là kiểu A. Đấy, tương tự như vậy cái set ID này là không phải truyền vào cái tham số kiểu int cố định mà là một cái kiểu A nào đó. Chúng ta xây dựng một cái phương thức nữa public void string info để in ra cái ID. ID bằng
ID. Lúc này chúng ta áp dụng cái lớp product này để tạo ra các đối tượng cụ thể thì chúng ta áp dụng như sau. Là khai báo kiểu product, và lúc này chúng ta chỉ rõ là cái biến kiểu đại diện generic T bây giờ cụ thể nó là kiểu gì. Ví dụ như là kiểu in. Biến này là sản phẩm 1. Chúng ta có thể khởi tạo nó luôn. Là sản phẩm 1 bằng new product. Generic là kiểu in. Rồi sản phẩm 1 thì lúc này chúng ta biết là kiểu generic của nó là kiểu in, thì chúng ta có thể thiết lập cái ID của nó là kiểu in, là một cái số nguyên nào đó. Nếu mà chúng ta nhập những cái giá trị khác, ví dụ như là chuỗi, thì nó sẽ lỗi. Như vậy là chúng ta có thể thiết lập ID của nó bằng con số 123 là số nguyên. Ta in thử cái thông tin của nó ra, sản phẩm 1 Dream Inform. Cái biến sản phẩm 1 có ID là cái số nguyên, có giá trị là 123. Tương tự như thế thì chúng ta có thể tạo ra những cái đối tượng sản phẩm khác mà cái kiểu generic nó khác kiểu in. Ví dụ như tạo ra một cái đối tượng sản phẩm, trong đó là cái kiểu generic là kiểu chuỗi. Ở đây là sản phẩm 2. Thế là chúng ta khởi tạo luôn cái sản phẩm 2. Cái đối tượng sản phẩm 2 này thì nó sử dụng kiểu generic là kiểu string. Do đó chúng ta có thể thiết lập cái ID của nó là một cái chuỗi. Ví dụ như là cái ID của nó là một cái dãy chữ nào đó. Ra in thông tin của nó ra. Chúng ta thấy là cái sản phẩm thứ nhất thì nó áp dụng kiểu generic là kiểu in, ID của nó là kiểu in. Cái sản phẩm thứ hai thì nó lại sử dụng cái generic là kiểu string, ID của nó được gắn bằng cái giá trị kiểu string. Trong thư viện .NET thì có rất nhiều phương thức, có rất nhiều lớp được xây dựng với cái kỹ thuật là khai báo kiểu generic. Hầu như là các giải thuật cơ bản về dữ liệu thì nó xây dựng trên cái kiểu dữ liệu generic. Ví dụ như là hàng đợi, ví dụ như là danh sách, vân vân. Ví dụ ở trong C# thì chúng ta có một cái lớp kiểu generic, nó biểu diễn danh sách các phần tử. Đó là kiểu list, nó chính là xây dựng trên cái kiểu generic. Ví dụ có một danh sách các phần tử, những cái phần tử đấy là có kiểu số nguyên, thì chúng ta thấy là cái lớp list này được xây dựng là generic list 1, biến kiểu list 1 bằng new list 1. Chúng ta có một cái đối tượng là danh sách những cái phần tử có kiểu số nguyên. Thì chúng ta xem thông tin khai báo của cái lớp list này trong thư viện .NET thì chúng ta thấy là nó xây dựng cái lớp list này là có sử dụng kiểu generic kiểu T. Thế như vậy thì chúng ta có thể tạo ra một cái danh sách khác mà nó có kiểu là kiểu chuỗi, là tập hợp những cái phần tử có kiểu là string. Đó là cái danh sách thứ hai. Tương tự như thế với những cái cấu trúc dữ liệu áp dụng cái giải thuật struct, tức là vào sau ra trước, thì chúng ta có cái lớp generic struct. Chúng ta có một cái struct là những cái số kiểu in. Struct này là một cái lớp generic, nó xây dựng trên cái giải thuật là struct vào sau ra trước. Với cái giải thuật về hàng đợi là vào trước được phục vụ trước thì đó là lớp queue. Chúng ta có lớp queue cũng được xây dựng trên cái kiểu generic. Ví dụ có một cái hàng đợi gồm các số thực double. Sau này chúng ta tìm hiểu sâu về C# áp dụng cho những cái ứng dụng cụ thể, ví dụ như ứng dụng web, thì chúng ta còn gặp rất nhiều những cái trường hợp mà nó áp dụng kiểu generic này.